Chào các bạn, trên tay mình đang là Obi MV1, khác biệt so với cái máy mà các bạn đã thấy thị trường hồi tháng 2 vừa qua, giá nó cao hơn 400.000. Khác biệt 400.000 đó có hai cái điểm lớn chính. Đầu tiên là 2GB RAM và cái điểm thứ hai là sử dụng cái ROM của Cyanogen và Cyanogen trực tiếp hỗ trợ chứ không phải sử dụng cái ROM LifeSpeed của Obi. Vì vậy thì Obi họ vẫn duy trì một số những cái đặc điểm mà các bạn có thể thấy rõ. Đầu tiên là chúng ta có màn hình khóa với nút tròn mở lên giống như là những cái máy Obi khác. Thứ hai thì các bạn sẽ thấy là có những ứng dụng vẫn còn tồn tại, ví dụ như những cái phần mà chỉnh âm thanh Audio FX. Tuy nhiên thì chúng ta thấy một số những ứng dụng đặc trưng của Cyanogen liên quan đến Office xuất hiện. Cyanogen họ có hợp tác với Microsoft để đưa những ứng dụng này vô trong ROM của họ. Chúng ta sẽ nói sơ qua một chút về hiệu năng của máy. Thì với việc mà nâng RAM lên 2GB thay vì 1GB thì cái máy này trở nên nhanh hơn và mượt mà hơn rất là nhiều, phần là cũng bởi vì Cyanogen họ tối ưu hóa ROM của họ tốt hơn là Obi. Tuy vậy thì khi mà các bạn chạy những ứng dụng nặng hay là kể cả những ứng dụng bình thường thì cái độ trễ nó vẫn lớn, bởi vì máy sử dụng 4x1.3GHz Snapdragon 212 là một con chip không hề mạnh và chủ yếu dành cho những cái máy ở có giá rẻ. Chúng ta sẽ nói về Cyanogen họ rất là nổi tiếng bởi cái ROM của họ. Tuy nhiên máy này họ thiếu vắng một cái điểm của Cyanogen, chính là giao diện của nó thường là giống giao diện gốc hơn như mình có nói vừa nãy. Obi họ có thay đổi một chút. Dù vậy thì khi mà vào trong thiết lập vẫn có đầy đủ những cái thiết lập mà Cyanogen họ trang bị vào đây, nhưng mà nhà sản xuất họ lại giấu nó đi. Mở cái máy này mặc định lên thì nó có rất là ít, và các bạn phải vào trong phần About và các bạn kích hoạt cái chế độ Advanced Mode, thiết lập mà cho phép ấn Notification hay là phím điều hướng ở dưới, mà khi nào cần các bạn cũng phải vút nó lên. Có một cái điểm mình rất là thích ở trên bản ROM Cyanogen này là nó cho phép bạn thay đổi DPI của cái màn hình chỉ bằng một nút bấm thôi, nhưng mà khi đó thì chúng ta sẽ phải khởi động lại máy và chờ một chút để có thể sử dụng. Thì có rất là nhiều những tính năng khác, kể cả tính năng là Live Display, tùy vào cái thời gian trong ngày mà nó sẽ chỉnh nhiệt độ màu khác nhau theo ý của chúng ta, hay là chức năng thay đổi những kênh RGB cân bằng cái màu lại để chúng ta có thể sử dụng màn hình theo ý muốn. Bởi vì cái máy này do Cyanogen hỗ trợ, nó sẽ được nâng cấp lên cái bản Cyanogen 13 dựa trên nền Android 6.1.1 trong thời gian tới. Còn hiện tại thì máy vẫn đang sử dụng Cyanogen 12. Rồi, xin cảm ơn các bạn.